chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ lại cho các bạn xem đàn cún nhà mình. Đàn cún nhà mình hôm nay đã được 11 tuổi. Hôm à quên 11 ngày. Hôm trước thì mình cũng có quay đến 10 nhưng mà cái thằng làm video nó xóa mất của mình rồi. Đấy. Hôm nay cho các bạn vào đây xem. Con này nó vừa mới ăn xong. Đây nó đang ăn, nhưng mà mình vào đây con mẹ nó lại chạy đi mất rồi. Đấy. Đây. Mọi người nhìn xem nó có thay đổi gì không? Nốt đi. Con này có thích ra đây nhỉ? Đây nhá, chó con ngày thứ 11 rồi, hình như là bây giờ nó đang phát triển lỗ tai rồi. Lỗ tai nó bắt đầu có và nó bắt đầu nghe được. Thì cứ có tiếng động ở xung quanh thì là nó biết. Còn như mọi ngày bình thường ấy thì là nó chỉ có đi vào động sàn thì là nó mới bắt đầu nó biết thôi. Có nghĩa là nó rung đến người nó thì là nó mới cảm nhận được thôi. Bây giờ nó có lỗ tai rồi. Nhìn nó mới tay. Nó không có cái gì, nó không mút đâu. Nó chỉ cầm gậm tí thôi, nó mút không thấy được cái gì. Mà mình dùng tay có lước là nó liếm đấy, là nó mút đấy. Con này nó bò nó cứ lết lết đi vòng quanh. Vậy thì dự là mắt thì sẽ 17 ngày nó sẽ mở, hôm nay là ngày thứ 11 rồi. À, độ khoảng 5-6 ngày nữa nó sẽ mở. Mắt nó cũng bắt đầu tí hí rồi. Sắp phải mở được mắt rồi. Ấy mày vạch cái nó ra. Ồ vạch thế nó đau ngấm nó. Rồi lấy cái bát ở đây đút vào xem vừa chưa? Rồi xem nhá. Xem hôm nay nó to được bao nhiêu rồi. Đút con há mồm vào đây mà. Vẫn tròn lắm, vẫn vừa. Vẫn vừa. Để cho nó chạy ra không? Nó chạy ra đâu. Bỏ ra thế nào? Hay cũng ra được. Bỏ ra nào. Nào, nhấc lên. Nào. Nào, ra đi. Nào nào. Mẹ to. Hôm nay trời mát. Hôm nay trời mát không thở. Cục con này nó vẫn thở. Chắc con này bị đá nóng nó thở. Hôm nay nó không bị hồng hộc không hôm trước. Bây giờ ngồi không ra được. Thôi, hôm nay nó bước được chân rồi này. Có 2 ngày không? Nào, ở đây. Chắc hôm nay thì không được hay hai bé vào đây. Nào, thử xem hai bé vào đây nè. Con bé nhất. Em kia bé quá. Hai bé thì chịu thế này không? Thôi đi ra nào. Con kia chắc cho vào. Con này chắc phải 3 con. Nguội nguội. Xem nó có ngủ không luôn. Làm nó ngủ luôn mày ạ. Làm nó ngủ luôn. Chắc vừa mới ăn. Con này vừa mới ăn. buồn nó biết buồn mẹ ạ. Nhìn chân nào.
Nào, đi lên. Đi. Im ru hết cả lũ rồi. Con này nó nằm nó ngủ luôn trong cái bát rồi. Bây giờ nó bò nó đẩy chân rồi. Đi nó đi được chân sau rồi đây. Mấy hôm trước thì nó không đi được, bây giờ nó đi được. Chui ra góc. Lấy cái bát ra. Trời nào, nên nó mất kẹo nó không ra được. Ra nha. Yeah. Đi. Rồi. Đây gọi em kia vào đi. Đây hôm qua hết tiền mua thức ăn này. Phải hút ao để bắt cá nấu cháo cho chó ăn. Tại hôm qua cái thằng dựng video nó xóa mất clip rồi. Thằng nào xóa đây? lúc. Đâu rồi? Đây con mẹ nó đây. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhá. Tạm biệt. Đây, một gia đình này, một bố này, một mẹ này, và một đàn con này.